tại quán có hai dạng là cơm gà xé và cơm gà chặt. Hạt cơm dẻo và thơm. Khi ăn sẽ rưới thêm nước sốt được pha theo công thức riêng lên cơm và chấm thịt gà với muối tiêu chanh để giữ được hương vị nguyên bản. Món cơm gà chặt có phần thịt gà mềm và ngọt, hơi dai dai, da gà ít mỡ, ăn vào miệng sẽ cảm nhận được một chút độ giòn và béo. Ngoài cơm gà, món mì Quảng tại quán cũng rất hấp dẫn và được nhiều thực khách lựa chọn.